quá bất ngờ khi Liên Xô viện trợ Việt Nam theo cách này trong kháng chiến. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của ta, không thể không kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình của Liên Xô. Mãi cho đến sau này, khi đất nước ta hòa bình, Liên Xô cũng vẫn gửi các khoản viện trợ vũ khí đến Việt Nam. Nhưng điều đặc biệt ở chỗ, thời gian đầu, cuộc vận chuyển này diễn ra trên tuyến đường sắt của Trung Quốc, nhưng sau này lại chuyển về hình thức bằng đường hàng hải. Vậy tại sao Liên Xô lại viện trợ cho Việt Nam thông qua đường biển mà không sử dụng đường sắt qua Trung Quốc nữa? Phải chăng có điều gì mờ ám phía sau? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong video hôm nay. Vâng thưa quý vị, bên cạnh tinh thần yêu nước và đấu tranh không mệt mỏi của mỗi người dân Việt Nam, thì một yếu tố không kém phần quan trọng dẫn tới chiến thắng của dân tộc Việt Nam là dòng chảy không ngừng nghỉ của các loại vũ khí từ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Những năm 1953 đến năm 1991, Liên Xô đã đưa sang Việt Nam 2.000 xe tăng, 1.700 xe bọc thép, 7.000 đại bác và súng cối, hơn 5.000 pháo cao xạ chống máy bay, 158 tổ hợp tên lửa phòng không, hơn 700 chiến đấu cơ, 120 máy bay trực thăng, trên 100 tàu chiến, đã đưa vào hoạt động 117 cơ sở quân sự. Và phần lớn sự trợ giúp này được cung cấp trong những năm không quân Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại chống miền Bắc Việt Nam. Khi đó, Liên Xô đảm bảo hơn 3/4 tổng khối lượng viện trợ mà Việt Nam nhận được từ nguồn nước ngoài, cần thiết trước hết để đẩy lui cuộc xâm lược cũng như duy trì hoạt động của cơ cấu kinh tế xã hội của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tính ra tiền thì lượng cung cấp này bằng khoảng 2 triệu USD một ngày. Cần nhớ rằng tiền thời đó có giá trị nặng ký hơn hiện nay. Và cứ như thế suốt trong tất cả những năm tháng chiến tranh, toàn bộ nguồn cung cấp này đều là viện trợ không hoàn lại. Thiết bị quân sự gửi từ Liên Xô sang Việt Nam là tiên tiến nhất của thời điểm đó. Ví dụ, phản lực chiến đấu cơ MIG mà các phi công Việt Nam điều khiển để bắn hạ cả F-105 lẫn pháo đài bay B-52 của Mỹ. Tổ hợp tên lửa phòng không Divina có khả năng bắn trúng mục tiêu trên không, ngay cả khi ở độ cao 25 km. Đây là những quả đạn tử thần được phóng lên từ mặt đất để diệt máy bay, như tạp chí quân sự kỹ thuật Mỹ thời ấy đã nêu nhận xét. Trong giai đoạn đầu tiên của chiến tranh, các vũ khí, thiết bị quân sự và vật tư khác được chuyển tới Việt Nam chủ yếu là bằng đường sắt thông qua lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc sau đó đã không còn nồng ấm như trước, mà xuất hiện nhiều rạn nứt và các cuộc xung đột nguy hiểm. Cao điểm là cuộc xung đột biên giới Trung-Xô năm 1969, suýt đẩy hai quốc gia đến cuộc chiến tranh hạt nhân. Vì vậy, những toa tàu với hàng hóa từ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam đi qua Trung Quốc thường xuyên bị gỡ niêm phong. Các thiết bị quân sự bí mật phải chịu sự kiểm tra bất hợp pháp của chuyên gia Trung Quốc. Nhiều lô hàng đã mất, đến giờ vẫn chưa tìm lại được. Ngoài ra, Liên Xô đều chỉ ra khối lượng hàng còn bị thâm thụt đi rất nhiều, thường là 30% số lượng. Có những mặt hàng Liên Xô viện trợ cho Việt Nam trên giấy tờ ở phía bạn lên tới con số 100 tấn, nhưng khi về đến Việt Nam, con số thâm hụt thậm chí lên đến một nửa. Trung Quốc thường xuyên gỡ cả niêm phong hàng hóa để xem hàng, nếu cảm thấy nước mình còn thiếu thì tiện tay lấy luôn đem về nghiên cứu. Trong tình hình đó, ban lãnh đạo Liên Xô đã quyết định đưa hàng tới Việt Nam bằng đường biển, trực tiếp từ các hải cảng của Liên Xô. Khi đó, trong cuộc hội kiến với phái đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Hải quân Liên Xô đã dẫn ra con số như sau. Nếu tính riêng một năm 1970 và đem tất cả các hàng hóa chuyển bằng đường biển từ Liên Xô sang Việt Nam trong năm đó, chất lên các toa tàu đường sắt, thì đoàn xe lửa chở hàng như vậy sẽ có chiều dài 800 km. Các thủy thủ Liên Xô chuyển hàng bằng hai tuyến đường, tuyến ngắn từ cảng Viễn Đông vượt qua khoảng 3.000 hải lý và mất 10 ngày đêm, tuyến dài từ cảng vùng Biển Đen. Do việc đóng cửa tàu kênh đào Suez hồi ấy, tàu bè từ Biển Đen buộc phải đi vòng qua châu Phi, tức là kéo dài hành trình thêm 14.000 hải lý, tức là xa thêm đến 26.000 km. Lộ trình này mất 45 ngày đêm. Trong những năm không quân Mỹ dội bơm xuống miền Bắc Việt Nam, trung bình mỗi tháng có 40 con tàu Liên Xô đi theo những lộ trình này tới Việt Nam và neo lại
bốc dỡ hàng tại các cảng Hải Phòng, Hòn Gai và Cẩm Phả. Các tuyến đường ở đoạn cuối thực sự là hành trình chiến đấu, bởi tàu phải qua các vùng biển mà Mỹ coi là khu vực hoạt động chiến sự của mình. Và nếu trong thời chiến tranh đó, tổng thất chuyên gia quân sự Liên Xô trực tiếp tại vị trí chiến đấu ở Việt Nam là 4 người, thì thương vong của các thủy thủ dân sự Liên Xô đảm trách mang hàng viện trợ sang Việt Nam là 7 người. Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước vào năm 1975, mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên Xô đã chuyển thành hợp tác cùng có lợi, nhưng với tinh thần anh em. Liên Xô vẫn tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các khoản viện trợ kinh tế lớn cho đến giữa những năm 80. Trong giai đoạn từ năm 1978 đến giữa những năm 1980, Liên Xô đã cung cấp các khoản viện trợ kinh tế từ 700 triệu đến 1 tỷ đô la viện trợ hàng năm cho Việt Nam cho tận đến khi tan rã. Ngoài những gói quà tặng, tức viện trợ không hoàn lại, thì Liên Xô còn cho chúng ta vay rất nhiều, đó là các khoản cho vay, tín dụng thương mại, đào tạo kỹ thuật, các dự án hỗ trợ, trợ giá, v.v. Đó không đơn giản đo đạc bằng vật chất nữa rồi, mà đó là ân tình lớn lao giữa những người bạn chí tình, chí nghĩa. Sau khi Liên Xô tan rã, nước Nga, với tư cách thừa kế của Liên Xô, cũng đã kế thừa luôn cả sự nghiệp hào hiệp vô tư. Người Nga đôi khi vô tư đến mức họ được gọi là Nga ngố. Nga ngố đã xóa nợ cho rất nhiều các quốc gia đang phát triển khác, với số tiền lên tới hàng trăm tỷ USD. Việt Nam là một trong những nước được Nga xóa nợ sớm nhất. Năm 2001, Putin đã quyết định xóa 9,53 tỷ USD trong tổng số nợ 11,03 tỷ USD mà Việt Nam đã vay trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Xin nói thêm là, ngoài số cho vay, thì Liên Xô cũng đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam rất nhiều. Số nợ còn lại trị giá 1,5 tỷ USD, hai bên thỏa thuận, sẽ được thanh toán hết trước năm 2022. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không phải trả trực tiếp mà qua các dự án liên danh với Nga trên lãnh thổ Việt Nam. Và không chỉ xóa nợ cho Việt Nam, mà nước Nga dưới thời Putin đã xóa nợ cho tất cả các nước mắc nợ Liên Xô cũ, thậm chí xóa luôn nợ các khoản vay mới sau năm 2000 như Iraq. Đây là biểu hiện rõ ràng nhất cho một tấm lòng hào hiệp. Đến năm 2016, chỉ tính riêng các khoản tín dụng lớn, thì Nga đã xóa nợ cho nhiều quốc gia số tiền lên tới 140 tỷ USD, mà nếu tính theo thời giá bây giờ, thì giá trị thực phải lớn hơn 140 tỷ USD nhiều lắm. Thế nhưng truyền thông Mỹ và phương Tây vẫn ra rã rằng Nga xóa nợ cho nhiều nước là mang một mưu mô chính trị sâu sắc. Nhiều kẻ trơ trẽn còn nói rằng Nga buộc phải xóa nợ để lấy tiếng, bởi các quốc gia kia thiếu nợ Liên Xô chứ không mắc nợ Nga. Với việc ký kết một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu trong năm 2015, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tuyên bố rằng sẽ nâng cao mức thương mại song phương với các nước thuộc Liên minh Kinh tế, gồm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ lên 10 tỷ vào năm 2020. Nhưng con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với mức thương mại song phương hàng năm giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với hơn 30 tỷ đô la. Một thời gian dài trong quá khứ, Moscow chính là đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội. Mối quan hệ đặc biệt này kéo dài từ những năm 1970 đến năm 1991, với một thực tế rằng Liên Xô là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Việt Nam. Toàn bộ các cơ sở công nghiệp của Việt Nam sau chiến tranh đã được khôi phục và xây dựng bởi sự giúp đỡ của người Liên Xô. Hoàng Khư, một cựu chuyên viên kỹ thuật của Liên doanh Dầu khí Việt Xô Petro cho biết, toàn bộ các cơ sở công nghiệp của Việt Nam sau chiến tranh đã được khôi phục và xây dựng bởi sự giúp đỡ của người Liên Xô. Sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô đã vượt ra ngoài phạm vi lĩnh vực dầu và khí đốt. Chuyên gia Liên Xô đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tái thiết miền Nam, làm sạch những vùng đất nông nghiệp đã bị nhiễm chất độc da cam và các hóa chất độc hại khác. Nikolai Bantak, một chuyên gia kỹ thuật người Nga phục vụ ở Việt Nam từ năm 1983 đến năm 1987 cho biết, chúng tôi đã xây dựng hàng loạt các nhà máy thủy điện ở Việt Nam. Chúng tôi đã giúp đỡ cho đến khi Liên Xô không còn khả năng để trợ giúp Việt Nam. Tuyến đường sắt Bắc Nam từ thành phố Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh đã được người Liên Xô giúp xây dựng lại. Liên Xô đã cũng cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật để xây dựng lại các cây cầu lớn nhất trong cả nước. Các cơ sở hạ tầng du lịch thời Pháp bị phá hủy bởi chiến tranh
đã được người Liên Xô giúp đỡ xây dựng lại. Những khách du lịch đầu tiên từ châu Âu đến Việt Nam sau khi kết thúc chiến tranh chính là người Liên Xô. Việt Nam sau chiến tranh đã bị bao vây cô lập, nhưng ngay cả với người Liên Xô bình thường, họ cũng có một cái nhìn sâu sắc vào việc tái thiết lại Việt Nam. Việt Nam hiện là một trong những điểm thu hút khách du lịch Nga phổ biến nhất ở châu Á, ông Khư chia sẻ. Hiện tại, thương mại Việt-Mỹ lớn hơn gấp nhiều lần so với Việt-Nga, nhưng có rất nhiều cơ hội mà người Nga có thể thấy ở thị trường Việt Nam. Nga chắc chắn vẫn là đối tác ưu tiên của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng và điện hạt nhân. Ông Khư nói thêm, quý vị thân mến, cho dù ngày nay Liên bang Xô Viết đã không còn nữa, những người kế thừa của quốc gia anh em ấy là Liên bang Nga vẫn được xem như những người anh em tốt của Việt Nam. Họ luôn có một chỗ đứng trong lòng của người Việt Nam chúng ta. Trải qua hơn 70 năm, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước chung tay vun đắp, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, là nền móng vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn hiện nay và định hướng cho cả thời gian tới. Nằm trên quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình kiến trúc mang tầm vóc thời đại, nơi hội tụ tình cảm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho người. Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của Đảng Cộng sản và nhân dân Liên Xô đối với sự nghiệp gìn giữ an toàn lâu dài thi hài Bác và xây dựng lăng của người. Hàng loạt các yêu cầu cấp thiết về vật tư kỹ thuật đã được bạn đáp ứng nhanh chóng nhất. Mỗi chủng loại hàng hóa sang tới Việt Nam không chỉ vô giá vì đường xa cách trở, mà còn vô giá vì tình nghĩa của những người cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn lớn của nhân dân Liên Xô. Đảng, chính phủ và nhân dân Liên Xô lúc bấy giờ coi việc giúp đỡ Việt Nam gìn giữ thi hài và xây dựng lăng của người là nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hiệp định giữa hai chính phủ ký kết ngày 9 tháng 2 năm 1971 không chỉ là văn bản pháp lý giữa hai quốc gia mà còn thể hiện sâu sắc tình cảm của nhân dân Liên Xô đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bệnh viện Hữu Nghị, tiền thân là Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, Thủy điện Hòa Bình cũng là hai trong số nhiều công trình biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Xô, thủy chung son sắt hiếm có. Ngày 23 tháng 7 năm 1980, con tàu vũ trụ mang tên Soyuz 37 đã đưa phi hành đoàn Liên Xô Việt Nam bay vào vũ trụ. Từ chương trình Intercomos của Liên Xô, anh hùng Phạm Tuân, người Việt Nam và cũng là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Với nền tảng vững chắc, mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt-Nga không ngừng được bồi đắp và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong những năm qua, hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Các tuần lễ văn hóa Nga tại Việt Nam và Việt Nam tại Nga đã trở thành những sự kiện thường niên thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia của công chúng. Nhiều sinh viên Việt Nam đã và đang học tập tại Nga, đồng thời các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên giữa hai nước cũng được đẩy mạnh. Những thế hệ trẻ này là những cầu nối quan trọng trong việc duy trì và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30 tháng 1 năm 1950 đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây là Liên bang Nga hiện nay luôn vững bền theo năm tháng và ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư cho đến khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân. Quan hệ Việt Nam-Nga ngày nay kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trong quá khứ, được xây dựng và củng cố qua nhiều thập kỷ, dựa trên nền tảng của sự tin cậy, hợp tác bền vững và sự tôn trọng lẫn nhau. Trong cuộc điện đàm mới đây, hồi tháng 3 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy cùng có lợi. Và chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam hôm 19-20 tháng 6 vừa qua của Tổng thống Nga diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Nhìn lại chặng đường 70 năm đã qua và tự hào với những thành quả to lớn đã đạt được, cũng như với quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, vượt qua mọi thử thách và khó khăn, xứng đáng với truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phồn vinh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video chia sẻ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.